Hôm nay tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem chồn cái tơ lên giống. Khi các bạn nuôi chồn lớn lên, muốn tăng đàn, muốn có tiền thì các bạn phải có chồn cái và chồn đực nhảy được. Chồn cái lên giống, chồn đực nhảy được thì các bạn mới tăng đàn được. Đây, các bạn xem nha. Chồn cái tơ lên giống đó, bộ phận sinh dục của chồn cái tơ là nở, nở màu hồng và có nước, thì mình phải nở tung hút như thế đó. Thì các bạn bỏ chồn đực qua thì chồn đực mới nhảy, tới một cái đỉnh điểm thì chồn đực mới nhảy. Thì các bạn zoom lại các bạn xem đó, đó khi lên giống thì bộ phận sinh dục của chồn cái sẽ nở qua sung, nở màu hồng, có nước và có lỗ tung hút như thế đó. Và biểu hiện phụ nữa là ăn ít, kêu và cạ cái đít xuống sàn của chuồng tròn. Và các bạn ngay lúc đó các bạn xem cái bộ phận sinh dục của tròn có nở ra hay không. Nếu nở như thế này, đạt là có nước và có lỗ tung hút gì đó, thì các bạn bỏ con tròn đực qua, tròn đực nhảy được thì nó mới nhảy. Cái điều kiện là chồng đực phải biết nhảy. Thì bạn xem kỹ, các bạn zoom lại xem kỹ. Các bạn mới nuôi chồng phải biết được chuyện này thì bạn mới tăng được đàn và sẽ có chồng con để nuôi tiếp tục. Chúc các bạn thành công.